thiệu đến anh em cầu trước anh em. Với đơn đặt hàng của anh trai, anh ấy mua rất nhiều hàng của mình rồi mà anh em mình chưa gặp nhau lần nào. Anh ở Đà Nẵng, anh buôn tàu máy số ở Đà Nẵng. Mình không nói tên anh ấy ra nhé, thì nó còn nhiều cái anh em biết là buôn bán thì thôi, nhiều cái anh em mình đứng cho nhau anh em. Thì anh mua của mình là rất nhiều hàng rồi, ngày nay anh lấy hai cây phóng man này của mình nhé. Thì anh lấy một cái là tua, cái này là bao tua tư anh ạ. Này bao tua tư, nói luôn anh em bao tư. Cái cầu này là hôm trước có một anh nào Phú Yên này hay Bình Định nhỉ, thì anh đấy bảo là lấy cây này, thì mình bảo mình ra kiểm tra, thì thực sự là ra kiểm tra thì cái láp của nó anh em nhìn cái láp này đó, anh em nhìn hơi dơ này anh em. Mình bảo bạn đấy là mình bớt tiền cho bạn đấy ít rồi, nhưng bạn ấy bảo là thôi có cái nào thay thì là anh em xong rồi bạn ấy đã cọc cho mình rồi, nhưng hôm đấy mưa mình đến chiều mình mới ra kiểm tra được anh em. Thì bạn ấy cọc cho mình 5 triệu rồi mình ra kiểm tra, mình quay bạn ấy là bảo dư hai copy ấy, thì bạn ấy mình bảo ý là bớt cho bạn ấy về, bạn ấy làm bạn ấy ngại ấy. Thế là mà mình là thôi, thế thì mình bắn lại tiền này, trả tiền cọc luôn cho bạn ấy. Bạn ấy là ok, lúc nào có thì điện cho bạn ấy. Nhưng hôm nay thì có anh trai ở Đà Nẵng này, anh mua buôn thì mình bán luôn cho anh ấy. Đây, cái này là tua 3 tua 4 nha anh em nhé. Cầu man này lắp vào xe 5 tấn đến 7 tấn anh em, 7 8 tấn, 8 tấn. Còn hổ hồ đó. Đây, anh lấy luôn cả cây này nữa anh em nhé. Cây này tua chậm hơn anh em, cây này nó phải tua 3 tua 8 anh em. Đây, ở bên kia người ta đánh dấu 3 tua 8 luôn anh em. Cây này thì in up anh em. Tham biết không dơ tí nào anh em, quay đồ đồ ok luôn anh em. Đồ rất đẹp, rất mới. Chất lượng thì chắc chắn là có cây này thì không bán. Cây kia để dơ một tí thì mình cũng bảo ai luôn anh trai là dơ như thế, thì anh em mình giá cả cũng phát là đến luôn anh em. Thì đây mình anh em bây giờ chỉ đợi xe đến cầu là ok rồi, là xong rồi anh em, chỉ xe đến cầu luôn bây giờ anh em. Thì sẽ đi cùng cây cầu cho anh Hồng Hưng ở Quảng Trị đây luôn anh em nhé, như mình giới thiệu ấy. Đây là anh trai Đà Nẵng, anh buôn. Nói chung là anh em nào ở quanh Đà Nẵng, Quảng Nam là đều, nói chung là đều biết anh đấy. Anh ấy buôn chắc là cũng to, rất to ở Đà Nẵng anh nhỉ. Mình không muốn nói tên. Anh em nào đúng ảnh là biết luôn. Thì cầu mình vẫn còn rất nhiều nha anh em, cầu của vô hai cầu vô trước là cầu mét này, cầu man ấy, gọi là cầu mét cầu man ấy, mình vẫn còn nhé, còn rất nhiều anh em. Anh em nào mua thì cứ alo nhé. Cả cầu sau xe đến cầu ấy nha anh em nhé. Đông Khen Hoàng Huy ba chân nha anh em nhé, xe ben nhé, đồng cầu giữa anh em, cùng anh xem qua kênh của mình và anh mua của mình luôn. Hai cầu man đã xong anh em, cái cầu của anh Hồng Hưng Quảng Trị nhé, và đây là hai cầu man này vào Đà Nẵng nhé, anh trai anh buồn vào Đà Nẵng nhé. Anh Tân ơi, anh em là cần mua nhà luôn nhé.